Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, trên mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn video có nội dung hai nhóm người dùng hung khí lao vào hỗn chiến nhau. Khi có hai nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường, cuộc ẩu đả mới dừng lại. Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 13 tháng 4, ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận vụ việc này xảy ra trên địa bàn xã. Theo ông Nguyễn Thành Tích, vụ ẩu đả xảy ra xuất phát từ việc mâu thuẫn trong việc bán lệch giá giữa cửa hàng kinh doanh sắt thép Tôn và một đại lý sắt thép khác đóng trên địa bàn xã Khánh Hợp. Hai nhóm người này đã cầm thanh sắt lao vào hỗn chiến khiến hai người bị thương. Công an xã Khánh Hợp và công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã mời cả hai nhóm người này đến trụ sở để làm việc. Hiện vụ việc đang được công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ. Tối ngày 12 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Lại Duy Thiều, 49 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định, nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại tỉnh Nam Định. Theo cơ quan công an, khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 4, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia lễ hội tại khu vực chùa Xá Hạ, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, ông LMT, 52 tuổi, ngụ huyện Hải Hậu, bị đối tượng Lại Duy Thiều dùng dao tấn công vào nách bên trái, dẫn đến mất máu cấp, tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng Lại Duy Thiều bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định xác định đối tượng Lại Duy Thiều liên tục thay đổi phương tiện, di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau. Sau đó bắt xe khách đi vào các tỉnh thành phía Nam. Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã gửi công văn tới Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị địa phương phối hợp hỗ trợ đón lõng, bắt giữ đối tượng Lại Duy Thiều. Đến 17 giờ 15 phút ngày 12 tháng 4, khi xe khách di chuyển trên đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa phận xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tạm dừng phương tiện kiểm tra và bắt giữ đối tượng. Ngày 13 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với Hồ Ngọc Lâm, 35 tuổi, trú thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về tội giết người. Theo cáo trạng, đầu tháng 9 năm 2023, Hồ Ngọc Lâm và vợ là chị Ngô Thị Phương, 29 tuổi, thường xảy ra mâu thuẫn do Lâm nghi ngờ chị Phương có mối quan hệ với người đàn ông khác. Trong một lần cãi nhau, chị Phương bỏ nhà đi khoảng một tuần. Và đến sáng ngày 1 tháng 10 năm 2023 thì mới gọi điện thoại cho Lâm nhờ đến chợ Miếu Bông chở mình về nhà. Vợ chồng Lâm Phương làm lành với nhau rồi cùng về phòng trọ tại thôn Quang Châu uống bia, trò chuyện. Chiều ngày 1 tháng 10 năm 2023, chị Phương nghỉ uống bia và nói đến quán cắt tóc. Sau đó, Lâm nảy sinh ý định thủ tiêu chị Phương, rồi quyên sinh nên qua phòng trọ sát bên của bà Bùi Thị Mai, mẹ của Lâm, lấy con dao đem về giấu dưới thùng bia và tiếp tục ngồi uống một mình. Chị Phương đến quán cắt tóc nhưng thấy đông người ngồi chờ nên quay về phòng, lên giường nằm nghỉ với con trai. Lâm cầm dao đến tấn công vào người chị Phương. Thấy vậy, con trai của vợ chồng Lâm hô hoán mọi người đến cứu. Chị Phương bỏ chạy ra đường phía sau phòng trọ thì Lâm đuổi theo, tiếp tục lấy kéo tấn công khiến chị Phương mất mạng tại chỗ. Sau khi gây án, Lâm dùng kéo tự tác động vào bụng để quyên sinh nhưng được mọi người ngăn cản đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả điều tra xác định chị Phương bị tấn công đến mất mạng, còn Lâm bị thương tích do chính mình gây ra. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định Hồ Ngọc Lâm phạm tội vì động cơ đê hèn, vì ghen tuông mà ra tay tàn ác với vợ. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm mức án chung thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh để điều tra hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn không có nghề nghiệp ổn định. Vào tháng 3 năm 2023, Tuấn lên mạng xã hội tìm mua trang phục công an cấp hàm trung tá và thẻ ngành công an giả với giá khoảng 1,6 triệu đồng. Sau đó, Tuấn mặc trang phục công an, chụp hình rồi đăng lên tài khoản TikTok cá nhân có tên là 2 gạch 2 sao. Qua mạng xã hội TikTok, Tuấn đã kết bạn làm quen và nhắn tin trò chuyện thông qua ứng dụng Zalo với chị VTTH, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo lòng tin với chị H, Tuấn chụp nhiều hình ảnh mặc trang phục công an cùng với hình ảnh còng số 8, súng và gậy ba khúc. Sau nhiều lần trò chuyện và gặp gỡ, Tuấn nói với chị H là đang theo học lớp thạc sĩ công an nhân dân, phải vay tiền ngân hàng để đi học và đang cần tiền để đáo hạn.
nên gặp khó khăn về tài chính. Tin tưởng Tuấn, chị Hát đã chuyển khoản cho Tuấn 9 lần với tổng số tiền là 227 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, Tuấn đã lừa lấy số tiền 14,5 triệu đồng từ chị LTTT cũng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở của Tuấn. Tại nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an, hai khẩu súng hơi bắn đạn chì. Trước đó, vào năm 2019, Nguyễn Văn Tuấn từng bị Công an huyện Vĩnh Thạnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4 triệu đồng về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định và tàng trữ sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Công an huyện Vĩnh Thạnh thông báo những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tuấn đến liên hệ trực tiếp tại Công an huyện Vĩnh Thạnh hoặc qua số điện thoại trực ban Công an huyện 02923 858 888 hoặc liên hệ Đại úy Hồ Minh Hiếu số điện thoại 0979 233 324 để được giải quyết. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua bán những hàng hóa có giá trị qua mạng xã hội. Bởi hiện nay, một số đối tượng dùng thủ đoạn lừa đảo mới bằng cách gọi điện mua bán các loại mặt hàng có giá trị lớn, nhưng sau đó lừa người mua chuyển tiền vào tài khoản mà đối tượng đã cung cấp. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, điển hình như vào ngày 12 tháng 3, có một người đàn ông gọi vào số điện thoại của chị LTI là chủ cửa hàng vàng bạc Thiên Bảo ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tự xưng là Duy và hỏi mua của chị 3 cây vàng với giá 209 triệu đồng. Sau khi trao đổi, người đàn ông đó đã kết bạn Zalo với chị Y và yêu cầu chị Y giao vàng cho chị NTH là chủ cửa hàng vàng bạc Hoa Phi ở cùng phố và nói sau khi chị H nhận đủ 3 cây vàng thì sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho chị Y. Cũng vào thời gian này, chị NTH chủ cửa hàng vàng bạc Hoa Phi nhận được điện thoại tương tự và nói cần bán cho chị H 3 cây vàng với giá tiền 203 triệu đồng. Số vàng này đối tượng đang gửi ở nhà chị Y và yêu cầu chị Hát sang nhà chị Y lấy vàng về rồi chuyển tiền qua tài khoản cho người này. Sau khi lấy vàng về từ nhà chị Hát đã chuyển đủ số tiền 203 triệu đồng cho đối tượng qua tài khoản. Về phía chị Y, đợi mãi không thấy đối tượng chuyển tiền nên đã gọi cho chị Hát để hỏi. Thì chị Hát trả lời đã mua số vàng đó của người tên Duy qua điện thoại và chuyển đủ tiền cho người này. Sau nhiều lần liên lạc với người tên Duy không được, cả chị Y và chị Hát mới biết mình bị lừa nên đã đến trình báo với Công an huyện Như Xuân. Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 29 tháng 3, một người đàn ông gọi điện cho anh LHV là giám đốc công ty cổ phần thương mại và xây dựng VNT có địa chỉ tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương và giới thiệu là nhân viên bán hàng của công ty sắt thép ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chào bán thép với giá rẻ hơn giá ngoài thị trường. Sau khi trao đổi, anh V đồng ý mua 34 tấn sắt phi 14 với tổng số tiền 494 triệu đồng và thỏa thuận nhận hàng vào ngày 2 tháng 4 tại xã Quảng Đức. Khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 4, anh TXT, 42 tuổi, ở phường Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là lái xe cho công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ vận tải Đức Thắng ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã chở số sắt trên đến công ty của anh V. Cùng thời điểm này, người đàn ông lạ đã điện thoại yêu cầu anh V chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Techcombank mang tên Phạm Lê Huỳnh Trâm. Sau khi kiểm tra số sắt mà anh TXT mang đến thấy đúng yêu cầu, anh V đã chuyển đủ số tiền 494 triệu đồng vào số tài khoản trên rồi cho người bốc sắt xuống. Tuy nhiên, tài xế T không cho vì công ty của anh chưa nhận được tiền trong tài khoản. Sau đó anh V gọi điện thoại cho người đàn ông lạ thì số điện thoại đã tắt thuê bao, không liên lạc được. Hiện cả hai vụ việc trên đang được Công an huyện Như Xuân và Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tập trung lực lượng để tiến hành điều tra, làm rõ. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa tuyên án tử hình đối với 3 bị cáo mua bán tàng trữ gần 14.000 viên ma túy. Theo cáo trạng, lúc 12 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2023 tại thôn Kim Tân, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Tuyên Hóa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển kiểm soát 73A12909 do Nguyễn Ngọc Sơn điều khiển chở Trần Đăng Hoàng lưu thông theo hướng từ xã Kim Hóa đến xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa. Nghi vấn có tàng trữ vận chuyển ma túy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.
thấy bị đón dừng bất ngờ. Sơn điều khiển ô tô chạy vào vườn nhà dân, Hoàng mang theo túi sách bỏ chạy. Lực lượng chức năng sau đó bắt giữ được Sơn và Hoàng, kiểm tra phát hiện bên trong túi sách có 2 gói ni lông chứa chất bột màu trắng, được xác định là ma túy. Tiếp tục kiểm tra bên trong ô tô, lực lượng chức năng thu giữ gần 14.000 viên ma túy, tổng khối lượng 3,4 kg. Sơn và Hoàng khai nhận số ma túy này vận chuyển từ xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa về xã Kim Hóa cho Mai Văn Minh. Căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng xác định Sơn Hoàng vận chuyển trái phép hơn 3,4 kg ma túy cho Minh. Dương có hành vi mua 196 viên ma túy trong số ma túy tàng vật, phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Minh có hành vi mua bán trái phép hơn 3,4 kg ma túy. Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với Mai Văn Minh về tội mua bán trái phép chất ma túy, tử hình Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Đăng Hoàng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng Phan Văn Dương bị tuyên án 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở đối với Lê Quốc Hùng, sinh năm 1967, trú tại tổ 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, về tội tuyên truyền tàng trữ thông tin nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại khoản 1, điều 117 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện Lê Quốc Hùng đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook để livestream có nội dung tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Quá trình xác minh đã điều tra làm rõ nhiều video do Lê Quốc Hùng thực hiện có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, kích động đòi đa nguyên, đa đảng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài việc lên mạng livestream, Lê Quốc Hùng nhiều lần nhận tiền từ một số người chống phá Việt Nam ở nước ngoài và để những người này thường xuyên tham gia livestream của mình, cùng nhau phát ngôn chống phá Đảng, Nhà nước. Căn cứ hồ sơ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Lê Quốc Hùng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, 9 giờ ngày 13 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Mót, cựu trưởng Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Lê Văn Mót, thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ cho công tác điều tra. Bị can Lê Văn Mót bị khởi tố bắt tạm giam vì có liên quan trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào đầu năm 2022 tại thành phố Phú Quốc với vai trò đồng phạm. Cuối năm 2017, thời điểm Phú Quốc nổi lên nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, Đại tá Lê Văn Mót từ vị trí trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ được điều động về làm trưởng công an huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc, với nhiều kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh được điều động vào đất liền thay vị trí của Đại tá Mót. Kết quả là sau hơn 5 năm, Đại tá Lê Văn Mót giữ chức trưởng công an thành phố Phú Quốc, tình hình tội phạm ở Phú Quốc vẫn không thuyên giảm, thậm chí ngày càng nảy nở và manh động hơn. Riêng năm 2022, tại Phú Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ án mạng, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng, ma túy, gây rối trật tự công cộng. Đỉnh điểm là vụ hơn 70 giang hồ nổ súng, làm 6 người thương vong vì tranh chấp đất đai xảy ra tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc hồi tháng 10 năm 2022. Đầu năm 2023, Công an tỉnh Kiên Giang điều động ông Lê Văn Mót về lại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, giữ chức trưởng phòng và sau đó nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2024. Ông Lê Văn Mót bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan với vai trò đồng phạm trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào đầu năm 2022 tại thành phố Phú Quốc. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. Trong đó, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi bị cáo này bị truy tố theo điểm A khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân. Theo hội đồng xét xử đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Ca. Bị cáo Ca dù không thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, nhưng trên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo cũng đã nộp lại số tiền 35 tỷ đồng chiếm đoạt của vợ chồng Trương Xuân Đức. Trong quá trình công tác, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được tặng thưởng 6 huân chương các loại, 3 huy chương, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 bằng khen của Bộ Công an, 5 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, 3 bằng khen của Giám đốc Công an Hải Phòng, được Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn ngành lực lượng Công an Nhân dân trong các năm 2014-2017 và chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền. Theo hội đồng xét xử, bản thân bị cáo Đỗ Hữu Ca cũng có bệnh nền, còn được nhiều cơ quan ban ngành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt như Công an thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B, S, V, khoản 1, khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự, gồm người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca lĩnh án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với vai trò chủ mưu, bị cáo Trương Xuân Đức bị tuyên án 9 năm tù về tội mua bán hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Giúp sức cho Đức, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ bị cáo Đức, lĩnh án 4 năm 6 tháng tù về tội mua bán hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ. Cũng tại phiên tòa, thẩm phán Bùi Văn Tuấn đọc nội dung bản án và quyết định của hội đồng xét xử về việc liên quan đến tài sản của bị cáo Đỗ Hữu Ca trong quá trình bị bắt giữ. Theo đó, vào ngày 11 tháng 4, luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca có đề nghị trả lại các tài sản bị cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra trong quá trình bắt bị cáo Ca tại nhà riêng. Về vấn đề này, hội đồng xét xử thông báo liên quan đến tài sản của bị cáo Đỗ Hữu Ca, cơ quan công an đã tách riêng thành một vụ án khác để điều tra, xác minh nguồn gốc số tài sản bị thu giữ. Vì vậy, phiên xét xử các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ không đề cập đến việc trả lại tài sản cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Trước đó, ngày 18 tháng 2 năm 2023, khi bắt giữ khẩn cấp bị cáo Đỗ Hữu Ca, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị cáo Ca tại hai địa chỉ ở số 24/18D Lê Hồng Phong, phường Đăng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và thôn trại trên Đồng Phản, xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền Việt Nam đồng, tiền ngoại tệ, các trang sức kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là Vũ Thị Lộc, sinh năm 1958 và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Đỗ Hữu Ca khai từ việc tiết kiệm từ lương do bố mẹ để lại qua của các đơn vị và từ việc kinh doanh bất động sản. Kết quả điều tra xác định, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, song do ông Ca và những người liên quan không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh, nên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau. Thưa quý vị, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12 tháng 4, cả 3 cựu cán bộ công an ở Thái Bình được giảm án liên quan đến hành vi dung nhục hình khiến bị can tử vong khi đang tạm giữ. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hùng, cựu phó trưởng nhà tạm giữ, đội trưởng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Vũ Thư mức án 11 năm tù về tội dung nhục hình. Các bị cáo Trịnh Thanh Hùng, phó đội trưởng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Vũ Thư lĩnh án 10 năm tù. Và Nguyễn Trọng Giáp, cán bộ nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư bị tuyên mức án 1 năm 3 tháng tù cùng về tội dung nhục hình. Bị hại trong vụ án này là ông Bùi Văn Bích, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũ Thư khởi tố về tội môi giới mại dâm và bị giam tại nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư năm 2022. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại đều có đơn kháng cáo.
Trịnh Thanh Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và Nguyễn Trọng Giáp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cũng như được hưởng án treo. Riêng đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo toàn bộ bản án, yêu cầu điều tra lại để làm rõ một số tình tiết vụ án. Nội dung cáo trạng xác định trong thời gian bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào đầu năm 2022, bị can Bùi Văn Bích có hành vi vi phạm nội quy giam giữ, quậy phá, la hét và tự gây thương tích. Tuy nhiên, các bị cáo Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng không báo cáo lãnh đạo để xử lý theo quy định, mà tự ý chỉ đạo các bị can phạm nhân trong nhà tạm giữ cưỡng bức Bùi Văn Bích đưa lên ghế thẩm vấn, khóa chân khóa tay để bị can này ngồi cố định trên ghế ngoài trời lạnh nhiều ngày liên tục. Việc bị can Bích phải ngồi trong điều kiện trời rét nhiều ngày đã dẫn tới hậu quả bị nhiễm khuẩn từ không khí, viêm phổi và phế quản nặng, suy hô hấp dẫn đến tử vong sau đó. Hành vi của hai bị cáo Hùng được xác định phạm vào tội dung nhục hình quy định tại khoản 4, điều 373 Bộ Luật Hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo ca trực ngày 4 tháng 2 năm 2022. Khi vào kiểm tra nhà tạm giữ, đã có hành vi dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, đầu của Bùi Văn Bích, dù thấy bị can này đang bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12 tháng 4, Hội đồng xét xử đánh giá phiên sơ thẩm tổ chức tháng 12 năm 2023 đã đảm bảo đúng người, đúng tội. Các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Mỗi bị cáo đề nghị hỗ trợ thêm gia đình bị hại 20 triệu đồng. Đại diện hợp pháp cho phía bị hại tại phiên tòa phúc thẩm cũng thể hiện tính nhân văn khi đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Ngoài ra, không đòi hỏi tiền bồi thường mà mong muốn gia đình các bị cáo tự suy nghĩ, chủ động theo lương tâm, đạo đức của mình. Phiên tòa phúc thẩm kéo dài đến tối ngày 12 tháng 4, hội đồng xét xử sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hùng mức án 9 năm 6 tháng tù giam, Trịnh Thanh Hùng 8 năm tù, riêng bị cáo Nguyễn Trọng Giáp lĩnh mức 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội dung nhục hình. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại số tiền hơn 246 triệu đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên, cùng với 60 triệu đồng các bị cáo đề nghị hỗ trợ thêm. Như vậy, cả 3 bị cáo đều đã được giảm án sau phiên tòa phúc thẩm. Đối với Phạm Quang Hùng là giảm 1 năm 6 tháng tù, Trịnh Thanh Hùng giảm 2 năm tù, riêng Nguyễn Trọng Giáp là giảm từ 15 tháng tù giam, còn 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thưa quý vị, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan đã kết thúc vào ngày 11 tháng 4. Theo quy định, 5 bị cáo đang bỏ trốn trong vụ án Vạn Thịnh Phát và bị xét xử vắng mặt vẫn có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm. 5 bị cáo đang bỏ trốn trong vụ án Vạn Thịnh Phát là cựu cán bộ Ngân hàng SCB. Bị hội đồng xét xử tuyên án vắng mặt gồm Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị 19 năm tù, Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc 17 năm tù, Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị 16 năm tù, Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị 17 năm tù và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành 13 năm tù. Theo hội đồng xét xử, đối với 5 bị cáo đang bị truy nã và xét xử vắng mặt, tòa án đã tống đạt các quyết định tố tụng hợp pháp theo quy định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, kêu gọi các bị cáo đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn vắng mặt tại tòa. Việc xét xử vắng mặt các bị cáo là đúng theo quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Việc các bị cáo không ra đầu thú là đã từ bỏ quyền tự bào chữa và trình bày tại tòa. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền của các bị cáo này, Hội đồng xét xử đã chỉ định luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại tòa. Theo luật sư Nguyễn Trần Phương, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, quyền kháng cáo tự bào chữa và trình bày ý kiến tại tòa là các quyền cơ bản của bị cáo trong vụ án hình sự được quy định tại Điều 61 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015. Bên cạnh đó, theo Điều 290 Bộ Luật này thì việc xét xử vắng mặt các bị cáo chỉ được thực hiện khi các bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả. Bên cạnh đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, bản án phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cư trú cuối cùng của bị cáo trước khi bỏ trốn. Về quyền kháng cáo bản án, trong trường hợp không đồng ý bản án sơ thẩm, thì 5 bị cáo đang bị trốn truy nã
có quyền gửi đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được niêm yết hay Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của bị cáo. Cũng theo luật sư Phương, trường hợp luật sư bào chữa hoặc gia đình của các bị cáo này thực hiện kháng cáo thay sẽ rất khó được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận. Bởi lẽ quyền kháng cáo của bị cáo được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự và các bị cáo này phải tự thực hiện quyền kháng cáo. Luật sư bào chữa thân nhân không thể kháng cáo thay. Như vậy, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, 5 bị cáo đang bỏ trốn phải tự thực hiện quyền kháng cáo của mình nếu như không đồng ý với bản án sơ thẩm. Trường hợp nếu có đơn kháng cáo gửi từ nước ngoài về thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như cục lãnh sự hoặc cơ quan đại diện ngoại giao thì mới được xem xét chấp nhận. Liên quan đến vụ án, hai bị can khác là Sun Hengji Kajian, quốc tịch Trung Quốc, thành viên hội đồng quản trị SCB, Lam Ni-jok, quốc tịch Canada, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB cũng đang bỏ trốn, bị tách riêng hành vi để điều tra xử lý sau. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo này thuộc nhóm nắm giữ vai trò chủ chốt, quan trọng tại SCB. Tài liệu trong hồ sơ và diễn biến xét xử tại tòa đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã giúp sức tích cực cho bà Lan rút trái phép số tiền đặc biệt lớn khỏi SCB. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các bị cáo đang bị truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Giai đoạn 1 của vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB đã khép lại với phiên tuyên án sơ thẩm diễn ra ngày 11 tháng 4 vừa qua. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham mô tài sản và đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Trương Mỹ Lan chịu trách nhiệm bồi thường 673.849 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 khoản vay tại Ngân hàng SCB. Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm khép lại, dư luận đã đặt ra câu hỏi về việc giải quyết quyền lợi cho những người đã mua trái phiếu của SCB sẽ như thế nào. Cụ thể, nhiều người băn khoăn rằng phần nhiều tài sản của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có được là do Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB mua. Vậy thì khách hàng, những người nạn nhân của SCB mang tiền gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng sau cùng lại thành mua trái phiếu các công ty con, công ty liên kết và các công ty liên quan thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì sẽ được giải quyết như thế nào? Liên quan đến vấn đề này, tại thời điểm trước khi bắt đầu diễn ra phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, đại diện Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết vụ án sẽ có hai giai đoạn và phiên tòa này là giai đoạn 1 của vụ án. Giai đoạn 1 tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi phạm tội, tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để tập trung thu hồi tài sản, làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2 của vụ án là xử lý các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Như vậy, phiên xử vừa tạm khép lại ngày 11 tháng 4, các cơ quan tố tụng giải quyết những vấn đề liên quan đến sai phạm trong hoạt động ngân hàng, sai phạm liên quan đến các cựu cán bộ ngân hàng vì đã bao che, bưng bít cho bà Trương Mỹ Lan. Đối với các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có việc các khách hàng của SCB gửi tiền tiết kiệm, sau đó bị chuyển đổi thành trái phiếu sẽ được xem xét trong giai đoạn 2 của vụ án. Trong giai đoạn 2 này, các cơ quan tố tụng sẽ tập trung điều tra, truy tố và xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Do vậy, quyền lợi của người dân khi mua trái phiếu sẽ được giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án này. Ngân hàng SCB đóng cửa gần 50 phòng giao dịch ở 9 tỉnh thành, quyền lợi của khách hàng có bị ảnh hưởng. Kể từ thời điểm bị kiểm soát đặc biệt hồi tháng 10 năm 2022 đến nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã thông báo đóng cửa, dừng hoạt động hàng loạt phòng giao dịch. Động thái này khiến nhiều người lo lắng, băn khoăn về quyền lợi của khách hàng, nhất là trong bối cảnh bà Trương Mỹ Lan vừa bị tuyên án tử hình. Điển hình là từ ngày 8 tháng 4,
phòng giao dịch của SCB Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tại tầng 2-3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thông báo chấm dứt hoạt động. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định ở số 261-263 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành. Trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1/4 số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Trước đó, ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng và hệ thống của các tổ chức tín dụng đó. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank để tham gia quản lý, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư để sớm trình chính phủ phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Ngoài SCB, hiện có 5 ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank và Đông Á Bank.